Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ngày cuối tuần thì thầy trò chúng tôi bổ túc tay lái và đang lái xe trên đường. Đường này là đường gì nhỉ? Đường này là đường Trần Phú Hà Đông nhá. Hướng đi tiếp theo mà thầy trò chúng tôi đi đấy là Mô Lao. Ok, các bạn vừa nhìn thấy bạn học viên bạn chuyển tay lái sang làn bên trái, làn cuối cùng đấy. Ok, rất là thú vị đấy. Khi mà chúng ta đi xe trên đường thì bạn ơi tắt sinh an đi. Ok, khi chúng ta chuyển làn thì chúng ta phải có tín hiệu nhé, và đồng thời các bạn sẽ nhìn gương chiếu hậu bên trái. Ok rồi, tiếp theo thì các bạn nhìn gương chiếu hậu bên phải. Ok, nhìn việc nhìn gương khi lái xe ô tô rất là quan trọng. Nếu như mà thật sự chúng ta mà không nhìn gương chiếu hậu thì cơ bản lái xe rất là kém. Thế nên mà lái xe được hay không ấy thì chúng ta phải nhìn gương rất là tốt. Ok, đôi khi nói vui một chuyện đấy là mắt của các bạn, ví dụ như tôi chẳng hạn, khi mà đi trên đường ấy thì ngày xưa vợ tôi rất là buồn cười, nó bảo tại sao anh lại nhìn sang bên phải, hay là anh đang ngắm gái đây? Không phải đâu nhá, mà chúng tôi đang nhìn gương chiếu hậu bên phải để quan sát đường. Lúc này thì vợ tôi mới hiểu được rằng là tại sao mắt tôi lại lag như thế. Đấy, như vậy là gì? Tôi muốn nói là các bạn lái xe các bạn phải nhìn gương. Ok rồi, hiện nay đang đèn đỏ dây thứ 13. Ok, mẫu xe mà hôm nay các bạn đang đi trên đường đấy là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G năm 2022, rất là mới. Ok, đèn xanh rồi. Chúng ta cách di chuyển mà chúng ta đi đường ấy thì khi mà đèn xanh thì các bạn đừng vội sang chân ga nhé, các bạn nhấc phanh nếu đi xe động, nhấc từ từ để xem không may xe phía trước mà dừng đột ngột ấy. Đấy là cái kinh nghiệm nhá. Ok rồi, chúng ta rẽ trái. Ok, hướng đi Mô Lao rất là hay. Các bạn vừa thấy tôi vừa đá đèn pha không? Ok, đây các bạn nhìn vào đây rồi. Ok đấy, rồi rất là vui. Khi di chuyển thì các thầy dạy lái xe thì ngày xưa hay dạy các bạn là phải đánh hết lái hoặc là đánh nhiều lái, nhưng mà khi mà chúng ta cua, chúng ta biết đi rồi ấy, thì lái các bạn nhìn thấy đánh lái rất là nhẹ nhàng, vay bao nhiêu tay lái thì giảm bao nhiêu, tức là vay vòng bao nhiêu thì giảm, ví dụ vay nửa vòng thì chúng ta giảm nửa vòng. Ok, rất đơn giản. Đây, cái trước cái vạch vàng này là các bạn nhìn thấy không, chính là cái gờ tốc, chúng ta phải giảm tốc độ. Ok, phía này thì ở trong khu vực Hà Đông Hà Nội thì máy quay sang phải đi. Ở đây là có những cái góc nhìn rất là hay này, các bạn nhìn thấy chưa, quán ăn rất nhiều này. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn một cái video dài. Ok rồi, ở trên đường này thì giờ này thì đi cũng không cao điểm lắm, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cẩn thận ở những cái góc cua như thế này này. Đây, đi chậm này đúng không, hẹp bên phải nhá. Ok, công trường đang xây dựng thì các bạn khi mà các bạn đi vào đấy, các bạn lưu ý này, phía trước cũng vậy này. Đây, ok, máy quay vào đây đi. Ok đấy, nhìn thấy chưa? Ok đúng không, rất là thú vị. Chúc các bạn lái xe an toàn.